Đây là cái bộ cảm biến và loa này, cái loa mình đang gắn điện úp mặt xuống như trong cái video này. Còn cái cảm biến thì mình đang để ở phía đằng trước, các bác có thể nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ bấm cái úp nó xuống một tiếng nữa nhỉ. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thử cái chế độ báo trộn của nó nhé. Rồi. Bây giờ mình đang đứng đây với khoảng cách là gần 5 mét. Mình sẽ tự động di chuyển nhé. Đấy, đây là cái khoảng cách mà mình đặt báo động, ví dụ như nhà các bạn đặt ở cửa nó chiếu từ trong ra ngoài xa thì nó sẽ bắt được cái sóng của người đi qua. Đấy, mình có tắt chế độ báo các bạn được. Rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển cho các bạn xem nhé. Đấy. Rồi, tắt rồi. Bây giờ mình thử cái bộ mở cửa nhé. Bộ mở cửa đây. Quên chưa tắt cái cảm biến kia, mình khởi động. Đấy. Đó, đỏ nó sẽ báo về cho anh. Báo động lên này. Mình úp nó ra là nó kêu rất là bé.